trong tiếng hót hòa mi, ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến nẻo bạc yêu thương. Xuân muôn hoa đỏ thắm, vòng vang có tiếng khèn gọi ai xốn sang, ngọt ngào đàn em lẫn trong hương núi hương rừng, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời, mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi, hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quên tình mà bị lèm để nhớ. Trong tiếng hót hòa mi, ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến nẻo bạc yêu thương. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà anh Đông Chí Hòn. Hôm nay Hoàng Hiền vào thì đưa anh Đông đi mua một chiếc kiềng anh Đông nhá. Đấy, kiềng nhà anh Đông thì gãy hết rồi các bác ạ. Đấy, để anh Đông thì nấu nướng cho nó thuận tiện dễ dàng. Sau đó thì sẽ mua đạm về cho anh Đông để anh Đông bón cái máy cỏ ở phía dưới. Đấy, để cho cỏ tốt. Để cắt cho bò. Nhá. Được không? Dạ. Anh có vui không? Anh vui lắm. Hả? Anh vui lắm. Anh vui lắm à? Anh sướng lắm. Anh Đông có câu đấy là rất là hay. Anh vui lắm, anh sướng lắm. Các bác xem video ấn tượng câu đấy của anh nhé. Thích câu đấy của anh lắm. Các bác gọi cho em rất nhiều. Thế đi nhá. Thế cỏ cỏ máy này lên thế nào chưa? Máy này này. Cái nào? Đang lên. Đang lên à? Thế bãi ở dưới kia lên chưa? Lên rồi. Lên rồi thì được cắt chưa? Cắt được rồi. Được cắt được rồi á? Thế thì bây giờ anh em đi mua kiềng nhá. Ừ. Mua kiềng về xong thì mua đạm luôn. Xong thì em sẽ đưa anh xuống đấy cắt. Rồi bãi đấy nó cũng xa. Nhá. Đấy, sau đấy thì là bón đạm đi. Nhá. Để cho nó lên. Nhá. Để có cỏ cắt cho bò. Ok. Yeah. Ok, đi lấy mũ bảo hiểm đấy. Đấy. Gặp anh Đông là vui hơn Tết các bạn. Vui quá. Anh Đông Chí Hòn à. Đóng cửa đi anh Đông. À dạ. Chúng bò sạch sẽ nhỉ. Đấy, anh Đông ngoạo quét rất sạch sẽ. Dạ. Lợn đây. Chuồng bò chuồng lợn rất sạch sẽ. Lợn lớn tướng rồi. Đấy, chăn một cái là nó lớn mạnh ngay. Ăn no cho mát nằm đây. Quá. Dạ. Bò nhá. Được đấy anh Đông ạ. Chuồng trại sạch sẽ. Vật nuôi đang lớn mạnh. Đi nhá. Bò nhá, cho uống nước thường xuyên nhá. Cỏ cho ăn xong thì uống nước nhá. Thế là ổn rồi. Đi thôi. Một kiềng nhá. Lên xe đi anh.
Anh ơi, mình đi đâu thế? Mình đi mua tiền. Có anh lên trường rồi thì? Hả? Có anh lên trường thì? Ừ. Em lên trường suốt này. Ừ. Tranh thủ nghỉ lúc nào em chạy vào anh luôn đấy. Chào bác ạ. Em mới về giờ đi làm ăn rồi. Chà, em nhớ quá. Nhớ quá. Nhớ em hiền quá à? Ừ. Nhớ quá rồi. Ờ. Em cũng nhớ anh mà. Ừ. Các bác cũng nhớ anh. Ừ. Đó. Không biết anh Đông sức khỏe thế nào. Anh có khỏe không? Anh khỏe lắm. Anh khỏe lắm à? Ờ. Thế được rồi. Cứ lúc nào em vào với anh, anh cũng khỏe mạnh, anh vui cười thế được rồi. Ừ. Đó, nhá. Ừ. Đó. Tình cảm anh em chúng ta thì mãi vẫn như vậy. Ngon à? À? Ừ. Giờ này qua bên trong miệng rồi đấy. Đó. Giờ này có vẻ béo trắng ra nhờ. Đẹp trai ra nhờ. Tối không ngủ được không? Có. Có à? Ngủ ngon giấc không? Ngủ được à? À. Mỗi bữa mới ăn cơm? Hai bát này. Hai bát này à? Ô, xin chào, ôi giời ơi. Xin chào người chú. Người chú đang làm gì anh? Đang cắt tóc. Cắt tóc ở đâu? À, bây giờ đi cắt tóc à? À, thế à? Giờ đi mua cho anh Đông cái kiềng. À, chào chú nhá. À. Chào chú rồi nhá. Chào chú nhá. Ờ, vâng. Gặp người chú. Ấy da. À. Anh ăn tặng các bác mày đi. Nhớ quá. Bà như bà làm con em chắc bà chăng chỉ chăng như vậy cho vẫn lời cho biết bà vui. Hay quá. Lâu lâu không được anh Đông hát rồi, nhớ quá. À. Bạn tình ơi luôn à. Bạn tình ơi, trong sông ít xa nhau rồi. Dòng sông dẫn cả thì mình đây chưa lâu là. Đại ai rồi nhớ đi em đến mơ. Kết cái câu ý hiểm giấc mơ của anh quá. Hay quá anh đâu ạ. Ý hiểm giấc mơ. Em anh hát ba thương con nhá. 2, 3. Ba thương con. Mẹ thương con. Trẻ con chúng ba. Là cha cha để yêu yêu nhau. Cha là nhớ chậm đâu mà trời. Ôi chê, ôi chê, ôi chê. Hay quá. Người anh chậm này tập luyện hát hay sao ạ? Ừ. Tập luyện hát, được. Hát hay quá. Ừ. Tăng lên mấy level rồi. Ừ. Hôm nay hát hay hơn này. Khỏe hơn này. Tràn đầy năng lượng hơn này. Ừ. Thế là mấy hôm em không vào là anh nhớ em à? Ừ. Nhớ quá. Nhớ quá à? Em cũng nhớ anh. Nhưng mà phải đi làm. Mới lại mấy hôm trước thì em quay video ở trên kia. Em giúp bà con ở trên kia. Thỉnh thoảng em sẽ vào với anh. Nhá. Cứ yên tâm. Có em hiền, có bác ở cạnh anh. Ừ. Nhá. Anh còn chăn nuôi nữa. Cứ như thế là được rồi. Nhá. Nó chuyển tốt. Giữ gìn sức khỏe nhá. Ăn nhiều rồi nhá. Đấy, cứ phải ăn được, có sức khỏe. Nhá. Anh chuyển các bác tiếp đây. Các bác ơi. Em nhớ đi, em trả để trả nha bác. Chứ bà này không làm gì được. Nhớ bà rồi thì anh cho bánh luôn. Em nhà em là ai?
Hả? Anh bảo là anh nhớ em nhà em, anh nhớ ai? Em nhớ thì em là anh nhà em á. Là ai? Em Hiền. Là em á? Ừ. Bác Hiền. À. Giờ nhớ ba rồi. Ờ. Không chịu được. Ờ. Thế là bây giờ anh coi em như là em của anh luôn à? Ừ. À. Được. Đấy, anh em tình cảm nó phải chê. Được. Hôm nay thì anh nói câu em nhà em. Em cảm ơn anh nhá. Em coi anh như là anh của em. Rất quý anh. Và muốn những cái điều tốt đẹp nhất đến với anh nhá. Mua cái kiềng cho anh về nấu nó dễ. Con bỏ cái kiềng cái đi. Có nào hàng sắt phụt họ vào thì bán cho họ ấy. Lâu lắm rồi nhỉ. Cái gạch đất xung quanh. Anh thuộc thêm bài nào chưa? Anh chưa. Không thuộc thêm bài nào nữa à? Có nào tập thêm bài nào tặng các bác nhá. Mỗi bài bạn tình ơi bà. À cháu lên ba đấy chứ. Cháu lên ba rồi. Cháu lên ba. Con em. Chưa thì vô đào. Rồi được cháu lên đi lục chấp nè. Lục chấp nè. Lục cây cây. Để vào nhà bay. Lục cây cây. La 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 la. Vui quá. Thoải mái lắm rồi anh ạ. Đây, hai anh em này ra phố luôn này. Đó. Là... quá tiết tâm nhỉ. Đáng yêu quá. Hôm nào đi phố luôn nhá. Chuẩn bị vào 29 rồi. Hôm nào đi chơi nhá. Ê, bảo anh đâu? Bảo họ em bán không? Em chạy lại chờ nha. Anh ơi, anh có bán kiềng không? Không. Dạ? Không có à? Là bây giờ đúng là ít người dùng lên luôn không ạ? Đi đâu? Đây này, nhà này này. Đây đâu mày, vào đây hỏi đâu. Hàng sắt này còn đang bán này. Đấy, đéo kéo. Bao. Không có anh đâu ạ. Đi dưới kia nhá. Đấy, anh đâu ạ? Được đấy. Đấy, nó phải to này này. Chắc chắn này. Được chưa? Đẹp chưa? Đẹp rồi. Bao tiền là gì? Bao nhiêu tiền ạ? Cái này là 180.000. Anh lấy em với anh 160.000. 160.000. Vâng, anh làm YouTube. Lại biết rồi. Ok. Cảm ơn chị nhá. Thế 160.000. Chị bớt cho anh 20.000. Ấy già. Ấy, biết quay không? Gãy máy quay của em bây giờ. Nào là anh Đông muốn học quay phim không? Dạy quay phim hả? Dạ. Không biết đâu. Mày bán đầy hàng sao thế? Ok cảm ơn nhé. Xin chào nhá, chúc bán thật nhiều hàng nhá. Lấy xe đi anh. Đây đấy được chưa? Đấy nhanh không nhá. Đã mua được kiềng rất chắc chắn.
Đây, nó chuyển cho bác đấy. Chào bác ạ. Bài ba đây nè, để em vừa là kinh chẳng bà đã và đấy. Dạ dạ chưa. Lúc mà có bọn cái chai em bảo bàn đấy. Nói là kiểu cũ nó thấy rồi đúng không? Đúng rồi, sợ không may đổ cái tay gì à, được, được, được. Đó đấy. Đó. Các bạn ạ, mày ba tôi hoặc nhà tôi bà đi em ơi. Đỡ. Kế đà thì em đi bế về rồi đó đi. Đó anh đi đâu ấm mà nói cũng bài. Nhớ gần. Nhớ trước đi chợ làm ra đi cho ơi. Được, 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 được. Thì ông nói câu hay đấy. Nhớ những mẹ đi chợ. À, anh gọi cô đi. À, bảo bán nó 5 cân đạn. Cửa đang bên này đóng cửa. À, bên này anh trông. Cửa này đóng à? Đấy. Chị Trang ơi. Đây. Tiền của anh Đông chắc chắn. Tiền anh thoải mái nấu hay không ạ? Ừ. Chắc chắn lắm. Ừ. Không có to. Ừ. Đấy. Anh có uống không? À. Không à? À. Rượu anh có uống không? Không. Rượu không uống à? Bia không à? Ừ. À, được. Đấy. Người đàn ông lý tưởng. Lý tưởng ấy. Ba cô gái mơ ước ấy. Tuyệt vời. À. Không rượu không bia. À. Thuốc đã bỏ. Vâng, trước biết nó hút đi thuốc nào cô ạ. Giờ bỏ rồi. Thuốc lá này anh hút bao giờ? Không. Không à? Trước là thỉnh thoảng hút thuốc nào nữa gì? Mấy tiền hả cô? 78.000 à? Để mấy tiền giả anh Đông nhá. Ừ. À. Lên đi anh Đông. Ừ. À. Được không? Ai dạ. Thấy chưa? Được rồi. Ồ. Ồ. Quần anh sứt chỉ trẻ tà. Ừ. À. Mượn cô vợ về khâu mà vẫn chưa khâu. À. Anh bảo vợ khâu chưa? Chưa. Chưa. Ngại à? Ừ. Sợ gì? Bảo bảo em khâu cho anh. Đi nhá. Ừ. Ờ. Cái gì cơ? Anh bảo gì? Bảo nhớ em ác rồi. Nhớ em á? Em có gì đâu mà anh nhớ ghê đấy. Ờ. Không đem vào mà nhớ. Ừ. Ờ. Nhớ em thật à? Ừ. Ờ. Ờ. Anh có nhớ vợ anh không? Không ạ. Vợ suốt ngày ở nhà. Thế vợ đi làm là có nhớ không? Không nhớ á? Mình nhớ nhau chứ. Không nhớ vợ mà nhớ em hiện à? Đã mơ mơ đến Hà Giang bầu bạn cùng sương gió đồng thơ du ngọn cỏ có tiếng em đồng bạn cho tình cầu mai cho trai gái yêu nhau ta mơ mơ một lần cưới ngựa đón em qua cổng trời Hà Giang rượu ngô thơm ngoài núi đấy say rồi đã tìm lối về ôi rồi quả này map sâu đấy Hà Giang
không trời cao chót vót, say rồi nó tìm lối về. Đây, về nhà anh Đông Chí Hòn rồi. Ôi trời, đi nè nè nè. Gặp anh Đông vui quá các bạn. Xả stress quá. Đáng yêu nhất thế giới Việt Nam. Rồi anh xuống xe đây. Anh bảo đảm đây. Được chưa? Đấy gì à? Thay con kèo mới đấy. Bỏ anh bỏ lên ra góc, bỏ vào trong ấy. Ui gãy hết rồi đâu nữa. Trời ơi. Nhiều rác ấy. Đấy anh bỏ luôn mấy viên gạch ra đây. Đấy. Nào. Gạch bây giờ không có cơ hội xuất hiện trong bếp thì anh Đồng nữa. Đấy. Được rồi. Chuyện đẹp rồi. Ai giờ nắm gạch chứ. Ba viên cơ. Ai giờ đồ mẫu đó. Đấy bỏ ra ngoài. Bỏ ngoài đấy. Rồi. Rồi nhấc kèo mà. Đẹp. Anh Nhông bát này để đây, phải rửa liên tục anh Nhông ạ. Bát cho anh này. Một là nó bụi, hai là ở gần thấp này. Con vật nó dưới này nó bò lên đấy. Được chưa? Đấy, chắc chắn rồi. Này, anh nấu yên tâm nhé. Thoải mái luôn. Không cần lo đổ nữa. Đây. Rửa cái tay. Đấy, giờ bắt đũa là bao giờ đây? Ui dồi ôi, phải rửa đi chứ. Ra dầu rửa đi. Rửa sạch đi, để chê. Ai da. Đáng yêu quá. Thế đỡ nhớ em chưa? Đỡ rồi. Đỡ nhớ rồi à? Gần mũ đi. Anh Nhông ơi, em bảo nhá. Anh em mình tổng kết tiền nay mua nhá. Hôm nay anh em mình mua đầu tiên là mua kiềng là hết là 160.000. Đó, thì và mua đạn hết cái số tiền là 78.000. Nhá. Thì mình lấy 160 cộng với 78 thì là cái số tiền mình mua hết hôm nay đó là 238.000. Đấy nhá. Đấy thì cái số tiền của anh còn lại hôm trước ấy. Hôm trước thì anh còn là 2.400.000. Nhá. Thì trừ đi 238.000 hôm nay thì cái số tiền hiện tại của anh bây giờ còn đó là 2.162.000. Đấy, đây các bác. Máy tính tính nhá. Em công khai minh bạch rõ ràng tất cả. Đấy. Tiền của ai như thế nào, mua cái gì, đấy, giúp ai, hết bao nhiêu. Tất cả em đều công khai hết nhá. Đấy để các anh cũng nắm được và các bác xem video cũng nắm được nhá. Đâu rửa bát rồi anh đâu? Hả? Đâu rửa bát đâu? Hả? Anh có tàu rửa bát không? Không có. Ôi trời ơi, thế sao mà được? Nó phải mua thôi. Mới rẻ chứ. Ôi trời ơi anh Đông. Ai rửa tay chê đây, rẻ đây có. Đấy. Cái này ăn xong nó phải rửa ngay. Ai để chê. Thế sáng con ăn xong đi học luôn thì.
Anh Đông nhiều việc. Cỏ là anh phải trồng nhiều anh Đông ạ. Đấy. Anh không thể nào mà đi cắt mãi ở ngoài đồng được đâu. Cái cỏ dại được đâu. Đấy. Họ chăn rất nhiều lợn, xin lỗi các bác. Họ chăn rất nhiều bò. Họ chăn trang trại rất lớn cơ. Anh Đông ạ. Nhưng họ trồng cỏ cho nó ăn chứ. Đấy, chứ họ không thể nào ngày nào họ cũng đi cắt cỏ ngoài bãi được đâu. Em biết anh rất là chăm rồi nhưng anh phải thay đổi cái tư duy ngay. Đấy, cái tư duy của anh bây giờ đang là hàng ngày đi cắt cỏ tự nhiên ở ngoài đồng, rất là chăm đi cắt cỏ đấy, mà trồng thì là chưa ấy nhá. Cho nên là cái chỗ nào trồng được thì phải trồng hết vào đấy, xem cái ruộng nào họ bỏ ấy, họ không trồng ấy, xin hết nhá. Mấy cái chỗ góc vườn này nữa này, anh phát anh trồng được hết đấy, là sẽ có cỏ cho bò. Chứ bây giờ mình ngày nào mình cũng đi cắt cỏ ngoài đồng cũng được, nắng nóng là một, thứ hai là sắp tới là ngô họ bẻ nó hết rồi, là đấy là tịt cỏ ấy luôn đấy, không có một tí cỏ nào tự nhiên nữa đâu, mà mình không trồng dự trữ được là mình thất bại ấy, đúng không ạ? Xong ít nữa đến vụ gặt đấy là rơm chứ là tích trữ hết về, đánh cây lên, bò bê nó ăn, đồ đấy. Rửa nước nữa đây chứ, sạch sẽ chứ. Quần xẹt tà quá rồi. Tối về vợ khâu đi nhá. Xanh chưa? Có gì đâu đúng không? Tí sạch sẽ ngay đạm này rồi, tí nó đi cắt cỏ là vãi luôn, tốt ngay. Đấy, anh Đông có cái cỏ này đang lên rồi này, anh bảo anh Đông phát đấy chỗ này đi trồng này, trong góc kia nữa kìa, nhưng anh Đông bận quá chưa làm được. Ôi trời ơi, đống phân này lại tu hú này. Anh Đông ơi, sao đắp phân tu hú lên này? Ở đây bảo này, đây này, đây này tỏ ra chứ, đèn nó chết hết cỏ nữa, đúng không? Ừ. Anh có vòi cho thỉnh thoảng sáng anh tưới, sáng với chiều tối, nhá, nhanh lên. Đây bảo này, đây này cái chỗ này anh trồng hết vào chứ? Cái này cái cây này bỏ để làm gì? Nó có quả đâu, nó khô héo thế này, đúng không? Trồng hết cỏ lên này, phát hết cái chỗ rậm đi này, trồng ở đây đây rìa này anh Đông này, đây này. Rìa này cắm hết vào đây, cái bên kia nó này rộng thênh thang này hả? Cái gì đây này, anh cứ lấy cái gốc anh cắm đây phát lên ngay đấy, nó phải làm nó phải thế chứ. Đây cái rìa nữa này, đây đây bên này, đây này đầy đất trống này, chả cắm vào cái gì. Đây này phần nó chưa nhắc rồi này, lại vứt để đóng tu hú à, toanh không ra hả? Đấy cào đấy, cái xẻng quanh tanh nhá. Đây này trống đầy này, trồng rồi chứ. Đây này, đấy đấy thì anh mới có cỏ anh chăn được nhá. Ai già roi nó quả rồi này, nên quả đấy, được rồi, roi trắng à? Đấy, nào roi ba quả rồi, mới bói mấy quả này đúng không? Bói mấy quả đây, đấy. Đấy, cái phân đổ kia được rồi nhá. Đây là dẫy hết cỏ đi để trồng vào, tranh thủ nhá. Sớm tối bảo vợ nữa, con nữa, sớm tối làm thì mình mới có cắt được, đúng không? Đấy, chỗ này chỉ cần tuần nữa này, em thấy anh nhỉ, chỗ tốt kìa. Không đến một tuần nữa, mấy hôm nữa cắt tốt rồi. Đấy, tí nữa tưới không vác cái đạm vào luôn nhá. Tốt xù ngay. Đấy, đây này, chỗ nào có dấp hết vào thì mình mới có thể cắt được. Đi vào. Đấy, mình không trồng là mình không thể ra đồng cắt mãi đâu, suốt ngày mà chui mãi ngô cắt, cắt cả buổi mới được ít cỏ. Chủ yếu là họ phải trồng đấy, họ phải chủ động cái nguồn thức ăn cho nó đấy nhá. Đấy, không để phụ thuộc vào tự nhiên được. Thì nghỉ ngơi tí xong thì để đi bón đấy nhá. Bón cỏ xong rồi cắt cỏ về cho bò ăn. Nhá.
Anh xin bón nước cho bò uống đi. À, xin cho bò uống. Ừ. Ừ, nắng nó khát. Lấy xô cho ít cam gạo mà. Ừ, đấy, cho nhúm muối. Ừ. Cái mít này có quả không anh đâu? Hả? Cái mít này có quả không? Có. Có? Ừ. Mít mật hay mít dài? Mít dài. Mít dài á? Ừ. Múi to không? Múi to. To á? Ừ. Có bóng một cây này anh đâu? Ừ. Tỏa bóng mát cho bếp luôn đấy nhỉ? Ừ. Như vậy vừa xong các bác vừa xem cái video Hoàng Hiền cùng với anh Đông Chí Hon đi mua kiềng cho anh Đông và mua cho anh Đông đạm để về bãi cỏ. Bây giờ thì Hoàng Hiền với anh Đông nghỉ một chút, xong một tí nữa sẽ đưa anh Đông đi vãi đạm bãi cỏ và cắt cỏ với chăn bò, thì các bác sẽ đón xem một cái video tiếp theo. Hoàng Hiền xin chào tất cả các bác và xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình đang theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Hiền có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền xin chào các bác nhé.